Hồng xin gửi lời chào toàn thể tất cả bác và tất cả anh em. Thì trong video này thì bên em sẽ test chất âm của đôi lo EV-S152 cùng với đói là đói EV-1.0 cao rất nhiều bác nhé. Dòng đói này thì dòng đói nguồn sung nha, hàng bên em tiến về thì còn cực kỳ là đẹp cho tất cả bác để qua chơi. Rất mới và đẹp nha bác. Con này thì có công suất là 300W trên 1 kênh nha. 300W trên 1 kênh ở 8 ohm. Thì công suất này thì đánh vô tư là full 40 như thế này rồi. Con này thì full 40 sử dụng một tép kèn nha. S152 nha. Đấy. Kèn nó là kèn hồng nhôm nha bác. Kèn hồng nhôm. Đôi này thì bên em cũng đã có giới thiệu với tất cả các bác ở cái video trước về hình thức rồi. Và các bác nào có cần nhu cầu về xem lại hình ảnh cụ thể thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với em. Giờ thì mời tất cả các bác cùng Vũ Hùng đeo tai phone vào để lắng nghe được chất âm nó chi tiết hơn nha. Ok nha bác nha. Đó, chất âm khi mà cái dòng EV kết hợp với lo EV thì nó quá hay luôn các bác, quá đẳng cấp. Bát của cái dòng này thì nó xuống sâu, đánh uy lực, đánh như là sấp luôn nha bác, đánh như là trầm luôn. Đó. Và chép thì hồng kèn nhôm này bác rồi, chép nó rất là diễn và tiếng sáng, tươi tắt luôn. Đôi lo này thì hiện tại bên em đang có mức giá là 15.500.000 chưa bao gồm phí cước nha. Chưa bao gồm phí cước nha bác nha. 15.500.000 đôi lo EV-S152. Đấy, EV-1.0 cao cấp thì có giá là 10 triệu nha bác nha. Giá là 10 triệu. Bác nào cần nhu cầu và chi tiết hình ảnh thì liên hệ cho em. Bác mua hàng thì liên hệ trực tiếp cho Quốc Hùng qua số điện thoại trên tấm biển màn hình.
kết bạn Zalo, Facebook qua số vui 707 nha. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các anh em video sau.